Xin chào tất cả các bạn. Đã bao giờ trong quá trình sử dụng AutoCAD mà các bạn gặp phải trường hợp sau khi mà các bạn sử dụng một clip nào đó thì tất cả các chế độ truy bắt điểm được cài đặt trong bảng OceanApp nó bị biến mất như này chưa? Thì nó có hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là clip mà các bạn đang sử dụng nó bị lỗi. Còn nguyên nhân thứ hai là các bạn bỏ dở cái quá trình thực hiện clip. Chính vì vậy, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn một clip rất là hay. Clip có tên là tự động bật lại tất cả các chế độ truy bắt điểm như cài đặt ban đầu sau khi sử dụng clip. Thì đây chính là cái clip mà mình muốn chia sẻ đến các bạn. Các bạn có thể tải cái clip này theo đường link mình để ở phía dưới phần mô tả của video mà các bạn đang xem. Còn đây là toàn bộ nội dung của clip. Chút nữa thì mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết các bạn sử dụng cái clip này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu nguyên nhân là vì sao mà chúng ta phải sử dụng cái clip này. Thì thông thường khi mà các bạn sử dụng một clip nào đó mà bên trong clip đó người ta đã đặt hai cái đoạn code để sử dụng cho biến OS mode. Đoạn code thứ nhất dùng để tắt tất cả các chế độ truy bắt điểm trong quá trình thực hiện clip. Đoạn code thứ hai là tự động bật lại tất cả các chế độ truy bắt điểm như cài đặt ban đầu sau khi cái quá trình thực hiện clip xong. Vậy thì tại sao người ta đã đặt cho cái clip đó hai đoạn code tự động tắt và bật lại các chế độ truy bắt điểm rồi mà chúng ta vẫn phải sử dụng cái clip này? Thì lý do là bởi vì tuy rằng người ta đã đặt cho chúng ta hai đoạn code dùng để tắt và bật các chế độ truy bắt điểm rồi, nhưng trong quá trình sử dụng clip chúng ta không thực hiện hết các tiến trình của clip. Đây, mình sẽ loạt clip này để làm ví dụ cho các bạn dễ hiểu. Clip này có lệnh là HG. Đây. Khi mình bắt đầu nhập lệnh. Đây, mình sẽ kiểm tra các cái bảng OceanApp phía trước đây. Thì như các bạn thấy, khi mình vẽ CAD thì mình luôn luôn để full cái chế độ truy bắt điểm như này. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ nhập lệnh HG. Đó, bây giờ mình sẽ nhấn F3. Đó, thì như các bạn đã thấy là khi mình bắt đầu nhập cái lệnh để sử dụng cái clip này thì tất cả các chế độ truy bắt điểm trong bảng OceanApp nó sẽ bị tắt đi như thế này. Bây giờ mình sẽ thực hiện cái clip này. Sau khi thực hiện xong thì mình nhấn Enter để kết thúc quá trình thực hiện clip. Và bây giờ mình sẽ vào kiểm tra xem. Đó, thì tất cả các chế độ truy bắt điểm này nó đã được bật trở lại nhờ đoạn code này. Còn bây giờ mình sẽ thực hiện cái clip này nhưng mình bỏ dở, mình sẽ không thực hiện hết các tiến trình của clip để xem cái điều gì xảy ra nhé. Bây giờ mình sẽ nhập lệnh này. Đó, bây giờ mình sẽ không sử dụng nữa. Mình sẽ không sử dụng, mình bỏ dở, bỏ ngang cái quá trình thực hiện clip. Mình nhấn Escape. Đó, bây giờ mình sẽ vào cái bảng OceanApp để kiểm tra. Như vậy là khi mình bỏ dở cái quá trình thực hiện clip thì tất cả các chế độ truy bắt điểm nó sẽ không được bật lại như lúc ban đầu cài đặt. Chính vì thế là mình phải sử dụng cái clip này. Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết các bạn sử dụng cái clip này. Bây giờ mình sẽ copy clip này vào trong ứng dụng Visual Clip của AutoCAD. Thì mình copy vào đây để mình tiện loát clip thôi. Còn khi mà các bạn tải clip này về thì các bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp, mở và chỉnh sửa trực tiếp trên ứng dụng Notepad của Windows.
Thì đối với clip này, các bạn chỉ cần chú ý cho mình đến hai cái giá trị của biến audience mode. Thì hai cái giá trị này luôn luôn là phải bằng nhau. Thì ở đây tại sao mình lại đặt cái giá trị của biến audience mode là 16383? Thì đây, như đã nói ban đầu thì khi mà sử dụng AutoCAD thì mình luôn bật full cái chế độ truy vết điểm. Và khi mà các bạn nhập cái dòng lệnh OS mode đấy, thì các bạn có thể thấy là cái mỗi một giá trị của biến OS mode nó sẽ tương ứng với một kiểu cài đặt chế độ truy vết điểm. Ở đây mình cài đặt full chế độ truy vết điểm thì cái giá trị của biến OS mode nó sẽ là 16383. Chính vì thế là mình đặt trong giá trị mình đặt trong cái clip này là 16383. Còn nếu như mà các bạn muốn cài đặt, và thì đương nhiên là mỗi người sẽ có một cái kiểu cài đặt chế độ truy vết điểm khác nhau. Thì đây ví dụ như là mình chỉ cài đặt bốn cái chế độ truy vết điểm đầu tiên này thôi. Đó, sau đó mình nhấn OK. Thì mình vào cái biến OS mode. Thì như bạn đã thấy là cái giá trị hiện tại bây giờ nó đang là 1031. Có nghĩa là cái giá trị này là giá trị cài đặt trong bảng OSNAP. Nó tương ứng với bốn cái truy vết điểm ban đầu mà mình vừa tích. Bây giờ mình sẽ nhập cái giá trị này vào trong clip là 1031. 1031. Đó. Bây giờ mình sẽ loát cái clip này. Rồi. Bây giờ trong bảng OSNAP mình sẽ tắt toàn bộ các chế độ chi điểm đi và mình thực hiện cái clip ban đầu. Mình nhập lệnh là HG. Sau đó mình bỏ dở quá trình thực hiện clip. Mình không thực hiện nữa, mình nhấn End kép. Bây giờ vào trong bảng OSNAP để kiểm tra nhé. Đó, thì trong bảng OSNAP nó sẽ trả lại cho chúng ta cái giá trị của biến OSNAP là 1031, và 1031 giá trị của biến OSNAP 1031 chính là cái kiểu cài đặt bốn cái chế độ truy vết điểm này. Còn bây giờ trong clip này mình đặt cái giá trị của biến OSNAP là 16383. Các bạn lưu ý nhé là hai cái giá trị này phải luôn luôn bằng nhau. Sau đó mình load clip. Đó. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái clip đầu tiên. HG. Bây giờ mình nhập lệnh thôi. Mình không mình sẽ bỏ dở quá trình thực hiện clip và mình nhấn Escape. Thì như các bạn thấy khi mà mình điền cái giá trị của biến EdMod là 16383 thì sau khi mình thực hiện một clip nào đó thì tất cả các chế độ truy vết điểm nó sẽ được bật trở lại theo cái giá trị mà cài đặt trong clip này. Như vậy là khi mà các bạn sử dụng clip thì các bạn không phải lo đến cái việc là nó sẽ bị mất các chế độ truy vết điểm nữa, cho dù cái clip đó bị lỗi hoặc là các bạn bỏ dở, bỏ ngang cái quá trình thực hiện clip. Thì khi thực hiện clip xong thì tất cả các chế độ truy vết điểm được cài đặt ban đầu nó sẽ quay trở lại, nó sẽ không bị mất đi. Thì các bạn sau khi download cái clip đó về thì các bạn chỉ cần thay đổi cho mình cái giá trị của biến OS mode thôi, sau đó các bạn lưu lại và lưu vào trong cái cặp clip này. Thì như vậy là sau khi mà các bạn mỗi lần các bạn sử dụng AutoCAD thì các bạn không phải loát lại clip nữa, và clip này không phải sử dụng một cái lệnh nào cả, và clip này nó chỉ phát huy tác dụng khi mà các bạn sử dụng clip thôi. OK, như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn clip tự động bật lại tất cả các chế độ truy vết điểm như cài đặt ban đầu sau khi sử dụng clip.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.